xin cho giới thiệu với bà con, bác anh chị, đó là một sản phẩm keo dính chuột. Keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, keo dính chuột có thể tái được nhiều lần. Ngoài ra, keo dính chuột còn có tác dụng bẫy được các loại côn trùng khác như ruồi, muỗi, kiến và giá. Phương pháp sử dụng được hướng dẫn chi tiết trên đó. 42 kg, cao 1m4 như là sẽ lên tim anh hết chỗ. Thầy bó đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ. Cầu trời mà chung số là anh rước em liền. Vì cái tính em hiền, yêu em tuy là miễn phí, nhưng thôi lâu băng miệng là phải tính thêm tiền. Cuối năm qua nhà em để ý anh hứa mang theo chậu câu, má anh cũng vừa ưng rồi. Bây giờ ý em yêu sao cưng ơi, em ráng cho anh thằng cu đầu lòng, cho anh sống như chưa từng mơ. Đi em đi hết năm châu gọi xong mình về Giang Long Xuyên Cần Thơ. Đừng có nghĩ là anh đi dễ dãi, em đó em đó em đó. Và anh đủ khi anh phải uể oải, em đó em đó. Ai 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 sẽ là vợ của anh trong tương lai. Ông trời kéo dằn tờ cho anh mê trong văn thơ. Bên ngoài anh gan sơ như là thích ông trăng mơ. Điện thoại không bao giờ tắt máy. Em thích gì cứ nói, ngày mai anh may được trái thần. Mê em hơn cả hộp xoan. Mê đến khi răng lông đầu bạc còn trong một đèn. Cuối năm qua nhà em mẹ ý anh hứa mang theo chậu câu, má anh cũng vừa ưng rồi. Vậy giờ ý em sao cưng ơi, em ráng cho anh thằng cu đầu lòng, cho anh sống như chưa từng mơ. Đem đi hết năm châu gọi xong mình về Tiền Giang Long Xuyên Cần Thơ. Đừng có nghĩ là anh đi dễ dãi, và anh không biết anh phải uể oải. Ai 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 sẽ là vợ của anh trong tương lai. Qua nhà em mẹ tí anh hứa mang theo chậu câu, má anh cũng vừa ưng rồi. Vậy giờ ấy em yêu sao cưng ơi, em ráng cho anh thằng cu đầu lòng, cho anh sống như chưa từng mơ. Đi em đi hết năm châu gọi xong mình về Tiền Giang Long Xuyên Cần Thơ.